Xin chào các bạn. Trong bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về các hàm xử lý về chuỗi và số. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm thống kê và các hàm về ngày giờ trên Excel. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hàm nhóm hàm thống kê trước. Thì hàm thứ nhất là hàm sum. Thì cái hàm này dùng để tính tổng những cái ô trong cái vùng mà chúng ta cần tính. Thì lưu ý là những cái ô không có giá trị là kiểu số thì nó sẽ không được tính. Nó chỉ tính tổng những cái ô nào có giá trị là kiểu số. Thì cú pháp của nó là sum mở ngoặc vùng tính tổng đóng ngoặc lại. Vùng tính tổng là tập hợp những ô mà chứa giá trị cần tính tổng. Rồi tiếp theo là cái hàm average. Hàm average này dùng để tính trung bình của các ô dữ liệu số của vùng cần tính. Cú pháp là average mở ngoặc chọn vùng tính tổng và đóng ngoặc lại. Nó sẽ tính là trung điểm trung bình của cái hàm của cái vùng cần tính. Tiếp theo, cái hàm số 3 là cái hàm count. Hàm count dùng để đếm các ô có giá trị số trong cái vùng của cái bảng tính. Lưu ý nó chỉ đếm các ô có giá trị số. Cú pháp của nó là count mở ngoặc chọn cái vùng cần đếm và đóng ngoặc lại. Hàm số 4 là hàm max. Hàm này dùng để tìm giá trị lớn nhất trong cái vùng mà chúng ta cần tìm. Thì cú pháp của nó là max và chọn vùng cần tìm. Hàm thứ 5 là hàm min. Hàm này dùng để tìm giá trị nhỏ nhất trong cái vùng mà chúng ta cần tìm. Cú pháp của nó là min mở ngoặc vùng cần tìm và đóng ngoặc lại. Hàm thứ 6 là hàm range. Thì cái hàm này là cái hàm dùng để xếp hạng cái số trong cái vùng mà chúng ta cần so sánh. Thì cú pháp của nó là range mở ngoặc số so sánh phẩy hoặc chấm phẩy chọn vùng so sánh phẩy phương thức đóng ngoặc lại. Thì ở đây cái số so sánh là cái giá trị cần dùng để so sánh nó với nguyên cả cái vùng mà chúng ta cần so sánh để xem cái số đó nó nằm trong cái vùng đó nó là nhỏ hay là lớn hay là trung bình của cái vùng đó. Còn cái vùng so sánh là cái cột mà chứa số liệu mà dựa vào đó hàm sẽ dùng để so sánh cái số mà cần so sánh với cái vùng này. Thì lưu ý cái vùng mà chúng ta cần so sánh chúng ta phải cố định nó lại để khi mà sao chép công thức thì cái vùng nó không bị lệch đi và nó sẽ sử dụng cái giá trị tuyệt đối để cố định cái vùng lại. Cái này trong phần thực hành tôi sẽ nói thêm cái phần này. Còn cái phương thức có ở đây chúng ta sẽ nhập vào là 0 hoặc là 1, 0 hoặc là không nhập. Có nghĩa là cái số nào có giá trị lớn nhất sẽ được xếp hạng nhất. Ví dụ như trong bảng điểm của học sinh thì cái điểm 10 là điểm lớn nhất. Thì nếu chúng ta chọn cái phương thức là 0 thì khi mà xếp hạng thì nó sẽ lấy cái điểm 10 là cái điểm sẽ được xếp hạng nhất. Thì ngược lại với cái số 0 là số 1. Nếu chúng ta chọn số 1 thì nó sẽ lựa chọn là cái số có giá trị nhỏ nhất sẽ được xếp hạng nhất. Thì lúc này có nghĩa là cái số 10 là điểm lớn nhất thì nó sẽ ngược lại, nó sẽ là xếp hạng chót. Thì chúng ta cần lưu ý nhớ số 0 là số lớn nhất xếp hạng nhất, còn số 1 là số nhỏ nhất sẽ được xếp hạng nhất. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thực hành cách sử dụng các hàm thống kê. Rồi, ở đây chúng ta sẽ thực hành bài số 5. Ở đây dữ liệu cho chúng ta họ tên, điểm lý thuyết, điểm thực hành. Yêu cầu chúng ta tính tổng điểm của học viên, tính điểm trung bình, xếp hạng cho học viên và tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các cột điểm đó. Rồi chúng ta bắt đầu thực hành. Chúng ta tính tổng điểm cho học viên bằng cách sử dụng hàm sum. Ở đây chúng ta có hai cách
để truyền giá trị vào cho hàm sum. Chúng ta cần tính tổng hai ô này thì chúng ta có thể lích chọn từng ô và phân cách nhau bằng dấu phẩy hoặc là chấm phẩy tùy theo cái công thức của trên máy tính chúng ta. Sau khi lích chọn giá trị đầu tiên, chúng ta lích chọn giá trị tiếp theo. Nếu còn nữa thì chúng ta phân cách bằng dấu phẩy và chúng ta chọn giá trị tiếp theo nữa. Sau khi kết thúc, chúng ta đóng ngoặc lại, nhấn Enter. Nó sẽ tự động tính tổng điểm cho chúng ta. Hoặc chúng ta có thể sử dụng hàm sum đưa giá trị nó vào bằng cách là quét chọn cái vùng dữ liệu chúng ta cần tính tổng, nhấp giữ chuột, quét từ đầu đến cuối, sau đó chúng ta đóng ngoặc lại. Đó là hai cách sử dụng để đưa giá trị vào hàm sum. Tiếp theo, để tính cái điểm trung bình thì chúng ta sử dụng hàm average. Và cũng như cái hàm sum, chúng ta có thể đưa dữ liệu nó vào bằng cách lựa chọn từng ô giá trị hoặc chúng ta quét chọn cái vùng cần tính trung bình. Thì đây tôi sẽ sử dụng cái thao tác là quét chọn cái vùng ha, chúng ta cần tính và chúng ta đóng ngoặc lại. Nó sẽ tự động nó tính điểm trung bình cho chúng ta. Rồi, ở đây chúng ta cần xếp hạng học viên. Xếp hạng chúng ta sử dụng hàm range. Mở ngoặc ra. Số dùng để so sánh. Thì chúng ta cần so sánh là cái điểm trung bình này nó xếp hạng mấy trong nguyên cái tổng điểm, cái bảng cột điểm này. Thì số so sánh chúng ta ở đây là cái số điểm trung bình. Chúng ta chọn điểm trung bình. Và cái vùng mà chúng ta cần so sánh nó thì sẽ là một cái vùng từ đây đến đây. Đây là cái bảng điểm của tất cả học viên. Thì nó cần so sánh là cái điểm của nó so với cái bảng điểm đó nó xếp hạng mấy. Thì cái đây là cái bảng dữ liệu chúng ta cần để so sánh. Và như trong lý thuyết đã nói, cái bảng này chúng ta cần phải sử dụng giá trị tuyệt đối, có nghĩa là cố định cái bảng này lại. Thì chúng ta sau khi chọn được cái vùng so sánh thì chúng ta nhấn phím F4. Sau khi nhấn phím, các bạn thấy ở trên màn hình nó thay đổi cái cách hiển thị cái ô dữ liệu chúng ta. Nó có dấu đô la trước cái giá trị. Rồi, bây giờ tiếp theo, cái phương thức so sánh. Số 0 có nghĩa là điểm lớn nhất, xếp hạng nhất. Số 1, điểm nhỏ nhất, xếp hạng nhất. Chúng ta xếp hạng thì chúng ta cần điểm lớn nhất sẽ được xếp hạng nhất. Thì chúng ta sẽ chọn phương thức là 0 và đóng ngoặc lại. Enter. Chúng ta sao chép công thức. Rồi, tôi sẽ giải thích thêm cái phần mà giá trị tuyệt đối. Các bạn quan sát bấm vào đây, cái công thức nó là cái vùng, cái số so sánh là F102 và cái vùng là từ F102 đến F108. Khi xuống bấm xuống đây, số so sánh là F103. Nhưng mà cái vùng so sánh nó vẫn là F102 đến F108. Đây. Khi sao chép công thức, cái số so sánh nó sẽ tăng lên. Nó sẽ tăng lên. Nhưng mà cái vùng so sánh nó vẫn cố định. Nó vẫn cố định là một vùng như thế này. Nó không thay đổi. Đó. Thì như vậy là chúng ta sử dụng giá trị tuyệt đối là như vậy. Ví dụ tôi sử dụng một cái hàm xếp hạng. Nhưng tôi không sử dụng giá trị tuyệt đối đến một cái vùng cần so sánh. Thì bây giờ nó cho kết quả ra sẽ không chính xác. Đó. 8.5 xếp hạng nhất, 7.5 cũng xếp hạng nhất, 6 cũng xếp hạng nhất. Thì khi bấm vào công thức, chúng ta quan sát. Vùng so sánh nó nằm ở trên, từ đây đến đây, đúng. Nhưng mà khi ví dụ như tôi bấm ở đây thì vùng so sánh lúc này nó bị chạy, bị lệch đi. Tại vì khi chúng ta sao chép công thức thì cái cột dữ liệu nó sẽ chạy theo. Vì vậy nên chúng ta cần phải cố định cái vùng so sánh lại và sử dụng giá trị tuyệt đối là như vậy. Rồi, tiếp theo
chúng ta sẽ tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất. Thì số lớn nhất chúng ta sẽ sử dụng hàm mắt. Và chúng ta có thể lựa chọn hai cách là bấm từng số hoặc chúng ta quét chọn một cái vùng. Đây, chúng ta sao chép công thức. Số nhỏ nhất chúng ta sử dụng hàm min, tương tự như số lớn nhất, chúng ta quét chọn nó mặc lại. Rồi, chúng ta sao chép công thức. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hành bài số 6. Dữ liệu đã cho trước. Và chúng ta tính theo yêu cầu của bài. Bây giờ chúng ta sẽ tính cột điểm trung bình. Biết rằng lý hệ số 3 quá hệ số 2, sinh văn hệ số 1. Thì chúng ta sử dụng hàm average bình thường. Và ở đây, lý hệ số 3 thì chúng ta sẽ chọn cái cột điểm lý và chúng ta nhân cho 3. Hóa hệ số 2, chúng ta chọn cột điểm hóa và nhân 2. Và sinh văn hệ số 1, chúng ta không nhân gì hết thì chúng ta có thể quét chọn hai ô này. Đóng mặt lại, nó sẽ tính điểm trung bình cho chúng ta. Rồi, tiếp theo. Tổng cộng bằng tổng điểm của 4 môn. Ở đây chúng ta sử dụng hàm sum 4 môn. Rồi, điểm cao nhất là hàm max. Rồi, điểm thấp nhất là hàm min. Rồi, như vậy là chúng ta đã xử lý xong. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm xử lý ngày giờ trên Excel. Hàm thứ nhất là hàm now, dùng để lấy ngày giờ hiện tại của hệ thống. Thì cú pháp của hàm là now, đóng ngoặc mở ngoặc ra, không có giá trị nào hết. Dùng để lấy ngày giờ của hệ thống. Hàm tiếp theo là hàm today. Hàm này dùng để lấy ngày tháng năm hiện tại của hệ thống. Thì cú pháp của nó là today, mở ngoặc đóng ngoặc, không truyền giá trị nào vào. Hàm tiếp theo là hàm day. Hàm đây dùng để lấy chỉ số ngày trong cái biểu thức ngày tháng. Thì ở đây chúng ta cần đưa cái biểu thức ngày tháng vào trong cái hàm đây. Thì nó sẽ trích lấy cái chỉ số mà ngày cho chúng ta. Tương tự như vậy là hàm month. Hàm month dùng để lấy chỉ số tháng trong biểu thức ngày tháng. Và hàm year là dùng để lấy chỉ số năm trong biểu thức ngày tháng. Chúng ta có tổng cộng là 5 hàm, là hàm now, hàm today, hàm day, hàm month và hàm year. Thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hành cái bài tập để sử dụng những cái hàm ngày giờ trên hệ thống. Rồi, đây là dữ liệu bài tập đã cho. Chúng ta sẽ thực hiện theo yêu cầu là thứ nhất là lấy ngày tháng năm hiện hành ở trên đây. Thì dùng để lấy ngày tháng năm hiện hành thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm today. Ở đây tôi sẽ sử dụng cái hai cái hàm cho chúng ta thấy. Hàm now nó sẽ lấy ngày tháng năm và giờ phút giây giờ phút cho chúng ta. Còn hàm today nó sẽ lấy ngày cho chúng ta. Thì ngày hiện hành chúng ta cần sử dụng là hàm today. Là ngày hiện hành. Rồi, chúng ta cần lấy chỉ số ngày trong cái dữ liệu ngày sinh. Thì chúng ta sử dụng hàm day. Chúng ta cần lấy chỉ số tháng. Thì chúng ta sẽ chọn là hàm month.
chúng ta cần lấy chỉ số 5, chúng ta sử dụng hàm year và chọn dữ liệu ngày tháng năm. Như vậy chúng ta đã lấy được dữ liệu ngày tháng năm. Rồi, ở đây tính tuổi thì chúng ta tính tuổi cho học viên bằng cách là lấy ngày tháng năm hiện hành trừ cho ngày tháng năm sinh của học viên. Ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ lấy hàm lấy là ngày tháng năm hiện hành, chúng ta trừ cho cái ngày tháng năm sinh, nó sẽ ra một cái số cho chúng ta. Thì lý do nó trừ cho số thì đây là cái số ngày. Muốn quy ra cái số tuổi thì chúng ta phải chia cho 365 ngày. Chúng ta thực hiện phép chia 365. Nó sẽ tính ra tuổi cho chúng ta. Khi sao chép công thức, chúng ta thấy những cái ô dưới đây sai. Lý do là chúng ta không cố định cái ngày hiện hành để chúng ta trừ. Thì khi sao chép công thức, nó sẽ tự động nó tăng cái ô giá trị lên. Thì lúc này đây, cái công thức chúng ta đã bị sai. Vì vậy, để cố định được cái ngày hiện hành, lấy cái ngày này trừ cho ngày tháng năm sinh giữa những ô dưới đây, chúng ta thực hiện thao tác bằng cách là cố định nó lại giá trị tuyệt đối, nhấn F4 trừ ngày tháng năm sinh và chia cho 365. Lúc này chúng ta sao chép công thức, chúng ta sẽ thấy ha, đó, nó ra đúng cho chúng ta rồi. Và ngày tuổi này nó có số lẻ, thì chúng ta muốn làm tròn số thì chúng ta bấm vào đây. Đây, chúng ta sẽ làm tròn tuổi cho học viên ha. Thì như vậy là những cái hàm xử lý ngày giờ trên hệ thống của chúng ta. Thì bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học sau.